Sáng ngày 19 tháng 4, sau khoảng một tuần, Bộ Công an ra kết luận điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố. Trong các bị can có 26 người thuộc Văn phòng Chính phủ và các bộ Ngoại giao, Y tế, Giao thông Vận tải và các cán bộ cựu công an. Những bị can còn lại thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp và người trung gian. Trong 54 bị can có hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam, ông Nguyễn Quang Linh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, bị cáo buộc nhận hối lộ. Cùng tội này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quảng Nam Trần Văn Tân cùng 15 bị can khác. 4 bị can bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, và 3 cán bộ đơn vị này là Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương. 29 bị can còn lại bị truy tố về một trong các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Trần Thị Hà Liên, lao động tự do, bị truy nã về tội môi giới hối lộ. Sau khi giải cứu 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, vào tháng 4 năm 2020, chính phủ cho phép thực hiện các chuyến bay giải cứu. Trên cơ sở đó, tổ công tác 5 bộ, Ngoại giao, Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng được thành lập để thực hiện tổ chức chuyến bay combo đưa công dân hồi hương. Quá trình triển khai đã có sự chồng chéo không rõ ràng về thẩm quyền, từ đó các bị can và những cá nhân có thẩm quyền ở các bộ ngành đã gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp tổ chức chuyến bay, tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay và các chi phí phát sinh khác để bôi trơn, đưa hối lộ. Sau 2 ngày xét xử ngày 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định tuyên án 43 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá gần 1.000 tỷ đồng với tổng mức án 150 năm tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 43 bị cáo đều chịu án tù giam, trong đó án thấp nhất 6 tháng, án cao nhất 6 năm 9 tháng, kèm theo phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 đến ngày 5 tháng 7 năm 2021, bị cáo Võ Văn Cương, 44 tuổi, ngụ ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cùng đồng phạm đã nhận tài khoản tổng đại lý cá độ Supermaster để chia thành nhiều tài khoản con như Master Agent để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng thông qua đường link http://bóng88.com. Mỗi trận cá độ của các đối tượng lên đến 20 triệu đồng. Cáo trạng xác định, Cương cùng với 12 đồng phạm tổ chức đánh bạc lên đến gần 947 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 4, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản tại địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, gọi tắt là công ty Việt Nam Thịnh Vượng, ở số 22A đường Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình. Công an xác định công ty Việt Nam Thịnh Vượng là công ty có ngành nghề kinh doanh là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn động, dịch vụ xử lý nợ. Từ năm 2020 đến năm 2022, công ty này ký kết 8 hợp đồng mua nợ với công ty tài chính cổ phần điện lực. Sau khi mua nợ xong, công ty Việt Nam Thịnh Vượng có danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của công ty tài chính cổ phần điện lực. Phía công ty Việt Nam Thịnh Vượng đã đưa danh sách khách hàng cho nhân viên ở địa điểm kinh doanh tại số 22A đường Tân Canh để gọi điện nhắn tin khủng bố đòi nợ. Các nhân viên còn truy cập tìm địa chỉ Facebook, Zalo của con nợ, người thân con nợ, lấy hình ảnh cá nhân, chỉnh sửa hình ảnh thô tục, xúc phạm, đính kèm các dòng bình luận xúc phạm cá nhân gửi cho con nợ, bạn bè và người thân của con nợ yêu cầu trả nợ. Công an đề nghị ai là người vay tiền, người thân và bạn bè của người vay tiền ở công ty tài chính cổ phần điện lực bị các nhân viên đe dọa để trả nợ thì liên hệ đội cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình ở số 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để trình báo hỗ trợ việc điều tra. Theo Bộ Giao thông Vận tải, do việc đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết triệt để, tại nhiều trung tâm đăng kiểm đã phát sinh những vấn đề vi phạm tiêu cực mới,
một số đối tượng đã lợi dụng tình hình khó khăn để trục lợi như nhận đăng kiểm hộ, giúp làm nhanh kiểm định, mua bán tem, giấy chứng nhận kiểm định. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện. Ngày 18 tháng 4, ông Nguyễn Hồng Xoa, trưởng phòng công tác chính trị và công tác học sinh sinh viên trường Đại học Vinh cho biết, Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh tự tử tại nhà riêng. Trước đó, đêm ngày 16 tháng 4, một tài khoản Facebook được cho là người thân của nữ sinh N, lớp 10A15, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, đăng tải bài viết về việc nữ sinh này tự tử tại nhà riêng do bị tổn thương từ bạo lực học đường. Trước đó, phụ huynh đã xin cho em N chuyển sang học lớp khác, tuy nhiên không được nhà trường đồng ý. Trong khi đó, tại buổi làm việc với báo chí ngày 17 tháng 4, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 cho biết không nắm được việc em N bị bạo lực học đường. Ít nhất 6 trận đấu tại giải vô địch quốc gia của Brazil vào năm ngoái đang bị điều tra về khả năng bị dàn xếp tỷ số. Các nhà chức trách đã đột kích vào nhà của các doanh nhân, cầu thủ ở 6 bang và 16 thành phố của Brazil. Công tố viên bang Goiás Fernando Siconeto cho biết, trong một cuộc họp báo, có ít nhất 6 trận đấu tại giải vô địch quốc gia của Brazil vào năm ngoái đang bị điều tra. Tổng cộng 9 cầu thủ đã bị thẩm vấn, mặc dù các công tố viên không tiết lộ danh tính của họ. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái, tập trung vào 3 trận đấu, nhưng sau đó mở rộng hơn đến 11 trận, bao gồm một số trận ở các giải đấu thấp hơn. Các nhà điều tra cho biết, các cầu thủ đã nhận được đề nghị từ 10.000 đến 20.000 đô la Mỹ để thực hiện các hành vi cụ thể trong những trận đấu, như nhận thẻ vàng và thực hiện các quả phạt góc. Tội phạm bị cáo buộc sẽ kiếm được lợi nhuận từ các trang web cá cược.